Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức quốc tế, cập nhật những tin tức thời sự mới nhất, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý vị và các bạn, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Nga đang tiến hành ít nhất 3 chiến dịch ở cấp độ chiến thuật và đã tăng cường nỗ lực đánh bật Ukraine khỏi Chasovia. Nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Moscow đang tiến hành ít nhất 3 hoạt động ở cấp độ chiến thuật, không mang tính bổ sung nhưng cho phép các lực lượng Nga ưu tiên đạt được lợi ích chiến thuật trong khu vực họ đã chọn. Các nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Ukraine sẽ ngày càng khó chống lại những nỗ lực này của Nga nếu không được Mỹ hỗ trợ quân sự thêm nữa. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Zelensky, ngày 13 tháng 4 cho biết tình hình ở miền đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây và quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công cơ giới vào các hướng Liman, Bakhmut và Podolsky. Báo cáo cho biết thêm rằng lực lượng Kiev đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt đáng kể cả đạn pháo và hệ thống phòng không, vốn là những thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của họ. Và quân đội Nga đang tận dụng sự thiếu hụt này cũng như điều kiện thời tiết thuận lợi. Theo quan sát và phân tích dữ liệu của các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng Moscow đang tăng cường nỗ lực chiếm giữ Chasovia. Báo cáo nêu rõ, nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ cho Kiev và các lực lượng Ukraine tiếp tục thiếu đạn pháo và năng lực phòng không đầy đủ, thì ngay cả các lực lượng Nga được huấn luyện và trang bị kém cũng có thể tiến hành các hoạt động tấn công thành công. Ngoài ra, theo các nhà phân tích, một chiến dịch tấn công nhằm chiếm giữ Chasovia sẽ mở ra triển vọng trước mắt cho quân đội Nga đạt được bước tiến đáng kể về mặt hoạt động. Vì việc chiếm được thành phố này có thể sẽ cho phép họ tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo một cách hiệu quả, nhằm vào các thành phố, tạo thành một vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Quân đội Nga từ lâu đã nhắm đến việc đánh chiếm một chuỗi các thành phố lớn ở khu vực Donetsk, bao gồm Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh không dự đoán rằng họ có thể chiếm được bất kỳ thành phố nào trên đây trong tương lai gần. Tuy nhiên, báo cáo đưa ra những quan điểm liên quan đến mối đe dọa mà việc Nga chiếm giữ Chasovia có thể gây ra, vì đây là một tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra, đặc biệt nếu Mỹ không nhanh chóng tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đưa ra những nhận định đáng chú ý sau. Thứ nhất, quân đội Nga đang tiến hành ít nhất 3 hoạt động ở cấp độ tác chiến, không mang tính bổ sung, nhưng cho phép họ ưu tiên đạt được lợi ích chiến thuật trong khu vực họ đã chọn. Các lực lượng Ukraine sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc chống lại những nỗ lực này của Nga nếu Kiev tiếp tục thiếu sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Thứ hai, các chỉ huy quân sự Nga có thể đánh giá rằng quân đội Ukraine sẽ không thể phòng thủ trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Moscow do sự hỗ trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn hoặc chấm dứt vĩnh viễn. Thứ ba, chiến dịch tấn công nhằm chiếm Chasovia mở ra triển vọng trước mắt cho các lực lượng Moscow đạt được bước tiến đáng kể về mặt hoạt động, vì việc chiếm được thành phố này có thể sẽ cho phép họ tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo nhằm vào các thành phố hình thành một vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Thứ tư, các mối đe dọa của Nga đối với Druzhkovka và Konstantinovka là rất đáng kể từ quan điểm tác chiến, vì thành phố pháo đài này giúp tạo thành xương sống của lực lượng phòng thủ Ukraine ở khu vực Donetsk và miền đông Ukraine nói chung. Thứ năm là quân Nga sẽ không thể nhanh chóng chiếm được Chasovia, và nhiều khả năng sẽ cố gắng khai thác giá trị hoạt động của nó ngay lập tức, trong khi quân Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết để giữ vững vị trí của mình. Thứ sáu, việc thiếu khả năng pháo binh và phòng không của Ukraine do sự hỗ trợ không bền vững của Mỹ cho phép các lực lượng cơ giới hóa của Nga đạt được thành công nhỏ về mặt chiến thuật, và các hoạt động tấn công cơ giới hóa của Nga trong tương lai có thể đạt được thành công lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục từ chối viện trợ cho Ukraine. Thứ bảy, Đức tuyên bố sẽ ngay lập tức chuyển một hệ thống Patriot khác cho Ukraine để đáp lại lời kêu gọi rất khẩn cấp gần đây của Kiev về việc bổ sung các hệ thống phòng không trước chiến dịch tấn công ngày càng tăng của Nga. Thứ 8, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Chasovia, phía tây Bakhmut và Donetsk. Trang Business Insider dẫn các nguồn tin cho rằng vị thế của Ukraine trên chiến trường đang ở thời điểm mong manh nhất kể từ khi bùng nổ xung đột vào tháng 2 năm 2022. Trong đó, hãng tin Bloomberg nhận định, nỗ lực chiến tranh của Ukraine đã bị suy yếu trong những tháng gần đây do tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, tinh thần binh sĩ Ukraine sa sút và gói viện trợ quân sự bị bế tắc tại Quốc hội Mỹ. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal ngày 12 tháng 4 cho hay, chính phủ sẽ phân bổ thêm gần 100 triệu đô la Mỹ để giúp củng cố các công sự, chủ yếu ở khu vực Kharkov và Sumy gần biên giới Nga.
Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal cho rằng, mặc dù quân đội Ukraine đang xây dựng các công sự để chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới của Nga, nhưng vẫn có lo ngại chưa đủ để chống chọi với đà tấn công mạnh mẽ của Moscow. Năng lực phòng không của Ukraine cũng đang bộc lộ những điểm yếu khi ngày càng có nhiều tên lửa và UAV của Nga tấn công các mục tiêu như các cơ sở hạ tầng quan trọng. Báo Washington Post đưa tin, nhà máy điện lớn nhất cung cấp năng lượng cho Kiev đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm 11 tháng 4, làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể sắp hết tên lửa đất đối không để chống lại các cuộc không kích của Nga. Hiện Ukraine đã bắt đầu xây dựng hai lò phản ứng do Mỹ thiết kế tại một nhà máy điện hạt nhân ở phía tây nước này. Các công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Kamenisky ở Ukraine hôm 11 tháng 4 đã đổ 1 mét khối bê tông tượng trưng cho các lò phản ứng sẽ sử dụng công nghệ và nhiên liệu của Mỹ. Dự án này nhằm mục đích tăng cường an ninh năng lượng của Ukraine và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ hạt nhân của Nga. Khoảng một nửa nguồn điện ở Ukraine là điện hạt nhân. Tất cả các lò phản ứng hiện tại của nước này đều do Liên Xô thiết kế, nhưng bắt đầu chuyển sang sử dụng nhiên liệu của Mỹ. Nhà máy điện hạt nhân Kamenisky có 2 lò phản ứng đang hoạt động. Lò phản ứng 3 và 4 được xây dựng một phần theo thiết kế của Liên Xô. Lễ khởi công được tiến hành nhằm xây dựng các lò phản ứng số 5 và số 6. Các lò này sẽ được xây dựng bằng công nghệ AP1000 của Westinghouse. Mỗi tổ máy sẽ có công suất trên 1.100 MW và theo Fragman, đây sẽ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến nhất hoạt động trên thế giới. Eneco Atom và Westinghouse không cho biết chính xác khi nào các lò phản ứng sẽ đi vào hoạt động. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Zaporizhia, cũng như liên tục cử các lực lượng đặc nhiệm đến để tìm cách kiểm soát cơ sở này. Nhà máy Zaporizhia đã nhiều lần mất điện và được đặt trong trạng thái không hoạt động để giảm thiểu khả năng xảy ra thảm họa.